Với tỷ số 3-0, vận động viên AO giành chiến thắng. Sau thời gian nghỉ 2 phút sẽ diễn ra trận chung kết Comité cá nhân nam hạng 50kg lứa tuổi từ 15 đến 17 giữa đơn vị Lê Lợi Tân Kỳ Mang Đai Đỏ gặp đơn vị Bảo Đường Lê Gia Hai Mang Đai Xanh. Vào đội vận động viên của đơn tổng lại Mang Đai Đỏ gặp vận động viên trung học cơ sở Nghiên Lâm Mang Đai Xanh. Thank you.
với tỷ số 2-0 vận động viên Thái Hòa Thắng Quận. Trận tiếp theo là vận động viên của Hòa Bình Thắng Hải và vận động viên Trung học cơ sở Lê Văn. Mời hai vận động viên xem trọng tài chính, trọng tài thuyết. Trận đấu tiếp theo là trận bán kết một, nội dung 60 kg, lưu thế 57 giữa đơn vị Nguyễn Kim Nghĩa An và Trung tâm Văn hóa Hòa Hàng. Tôi xin tiếp hỏi trận bán kết một hàng gần 60 kg, lưu thế 57 vận động viên Nguyễn Kim Nghĩa An mang tay đỏ, vận động viên Trung tâm Văn hóa Nghĩa An mang tay xanh. Thank you.
với tỷ số 1-0. Vận động viên thủy trưởng Việt Nam sau thời gian 12 phút lượt tổng tranh huy chương vàng nội dung cá nhân nam, huy chương cá nhân nam 64 kg. Vận động viên nam ta giành cả cuộc. Đây là tổng tranh huy chương vàng nội dung của đội cá nhân nam 60 kg, lứa tuổi 15-17, dựa vào đơn tổng hai vận động viên Nhật Lan. Thank you.
Vậy thì số